Dịch Covid thì không biết mọi người thế nào. Trước dịch là cuối 2019 đầu 20 á, để mà ra được cái quán mà nó hoàn thiện mình cũng mất đi ba mối quan hệ. Đó là một thằng bạn kia mặt bằng cái lúc mới khởi nghiệp 700k. Thứ hai á là một nhà cung cấp, một người chị. Và mối quan hệ thứ ba là một thằng em họ. Thì đó là trước dịch. Chứ còn cái năm mà năm dịch mà bị phong tỏa cả nước á, với mình thì nó là một cái năm mà gọi là thành công, một cái năm lột xác của mình. Trong cái giai đoạn mà dịch đó, nói về sức khỏe thì mình giống như là mình bất tử vậy, không bị Covid. Và bán buôn thì cái khúc đó là cái khoảng thời gian mà mình có sự chuẩn bị, tức là thông tin từ chính phủ là phong tỏa. Mình nhập một lượng hàng khá lớn, là tấn hàng trữ sẵn, mà cuối cùng là bị phong tỏa luôn, app giao hàng rồi các tài xế là không được hoạt động. Bao nhiêu là trái cây mà mình trữ đó là mình đem đi phân phát, bán rẻ có, cho có, rồi trữ lại để nhà dùng dần có. Mắc cười đó là cái đợt dịch đó, bán app không được. Nói chung là lanh, cho nên là nhìn cái tình hình như vậy mà mình xoay chuyển sang là bán trong mấy cái group, mấy cái hội chung cư, rồi mấy cái hội của Bách Hóa Xanh đó. Họ gom nhóm vào mấy cái group nhỏ, rồi mua bán giao dịch với nhau trong những cái group, rồi trao đổi do giữa nhà này nhà kia. Nhà có trái cây thì đổi lấy mực, lấy cá, lấy tôm. Người có tôm mực thì lại đổi thấy dầu ăn nước mắm. Lúc đó thì lại vui, ngồi ở nhà không có làm gì hết. Nên đó mình tập trung mình học nhiều, mình nghiên cứu, mình tìm cái cách mà xây dựng chuỗi, rồi cách quản lý, cách vận hành. Thì đúng là cái năm cơ hội của mình luôn á. Bị phong tỏa, mình vẫn đi thuê hai chi nhánh, đó là chi nhánh Phú Nhuận và chi nhánh Tân Bình. Tuy nhiên thì cái thời gian mà bị phong tỏa nó lâu quá, nhờ cái đợt đó mình trả đi nên mình có tiền mình gần qua dịch. Cái lúc mà mới khởi nghiệp á, cho đến khi bị dính dịch á, thì đâu đó khoảng 2 năm thôi thì mới mở được 4 cửa hàng. Bắt đầu mà được mở cửa trở lại và ra được quán buôn trở lại là mình mở rộng hơn tới 7 rồi đến 9 cửa hàng tới bây giờ luôn. Không biết là mọi người bán buôn thế nào. Nhưng mình lúc đó là mấy cái cửa hàng của mình đó, nhân viên các bạn ấy ở đâu thì ở yên đó, ở tại quán luôn. Thế là mình nhập hàng về, mình vẫn điều hành, vẫn hướng dẫn nhập hàng về cho các bạn ấy bán, lợi nhuận bằng không. Tức là mình chỉ cố gắng giữ một cái giá mà đủ chi phí để mình trả được tiền mặt bằng và mình trả được nhân viên là lương cho các bạn ấy ở lại trực tiếp cắt gọn. Lúc đó mình còn chuyển sang mình bán bánh tráng trộn, mấy cái bán bịch bánh tráng mà sâu sâu bịch bịch đó, để đóng gói giao đi cho nó dễ. Mình gửi, mình tặng, mình cho, hồi đó có cho nhiều, nhất là bệnh viện Nhi Đồng. Được đó, bệnh viện Nhi Đồng với lại mũa Chợ Rẫy, mấy bạn ngoài Bắc vô mà vô để tham gia chống dịch đó. Em tin là hỏi anh ơi bây giờ còn cái trái gì thì cho em với, thèm quá. Thế anh cho hết, lúc đó là mình cho hết. Như là đóng một lần vài chục hộp, vài trăm hộp cả tạ hàng á, chỉ đem đi cho thôi, cho mấy bạn chống dịch, họ thèm. Có những cái người khách mà họ gần cái khu vực của mình đó, không biết bằng cái đường nào, mấy bạn ấy trèo rào, trèo mấy cái giải phân cách phong tỏa đó, vô tận cái nhà mình, hỏi là anh Hiếu ơi, trong tủ nhà anh còn cái trái gì không, cho em ăn với. Ô, lúc đó nhà mình còn đúng 3 trái xoài keo. À chết. Cái khoảng thời gian đó là thằng bé nhà mình nó mới có mấy tháng à. Mình còn 3 trái xoài keo, mình để dành lại một trái cho vợ có thèm thì ăn. Rồi xong rồi mình cho luôn, hỏi bán hả anh? Bao nhiêu anh? Thôi cầm về ăn luôn. Rồi trái cây á thì lúc đó là mình bán theo kiểu là mình order. Khách mà họ có cần á thì gom một qua đó khoảng 500kg, 700kg là mình có cung cấp hàng về cho Hà Đô, Sentosa này. Rồi mấy cái chung cư, mấy cái khu dân cư mà tập trung á. Mình book hàng là mình đặt mấy cái chị dưới chậm đó là cũng không thể không có đầu ra luôn. Lúc đó là mình kêu là mấy chị gom cho em một cái xe rồi chở tới cái địa chỉ này, những cái địa chỉ mà em nhắn á, thì bằng cách nào đó, giấy phép hay là đường giấy tờ để được đi thông hành đó thì mấy ông tài xế phải có. Lúc đó là đi qua bên cái chỗ mấy chung cư á, là mình nhắn tin cho một cái anh ở chung cư không quen không biết đâu, người lạ thôi, kêu là anh bây giờ là nhờ anh bán hoặc là phân phối hoặc anh cần tiền như thế nào đó, anh chia hàng đi giùm em với. Tức là cái xe hàng của mình, cái xe hàng trái cây của mình lúc đó là mình tổng thẳng qua Hà Đô, rồi mình chuyển qua bên mấy cái điểm tập kết đó, là có người ở đó mình đóng, mình cho cả túi ni lông, để sẵn luôn cái túi ni lông ở trong trong xe luôn, có cả cân, cả túi, cả trái cây, mọi thứ ở trong đó. Là cái anh ở mấy anh chị mà ở trong cái chung cư á, họ tự chia nhau, sau đó là họ gom tiền chuyển khoản về cho mình rồi mình trả xuống chợ. Đúng là cái kiểu lúc đó là bán không đồng luôn á, mà không có lãi. Mà thật sự lúc đó nhà mình cũng khó khăn là vì con thì mới đẻ, đứt dòng thu nhập ở mấy cái cửa hàng, rồi dính dịch nó có bán buôn gì được đâu, bán là chỉ có duy trì để đảm bảo được là cái tiền lương cho mấy bạn nhân viên. Rồi ở dưới chợ thì không có đầu ra nhiều, họ tồn ứ trái cây quá trời luôn. Lúc đó là mình bán coi như là chỉ cố gắng bán thật nhiều, càng nhiều càng tốt, bán làm sao mà cho nó ra được nhiều hàng nhất cho ấy. Là mà đợt đó là mình không còn bán trái cây cắt sẵn nữa, thời gian đâu mà cắt, đó là mình chỉ có bán trái cây ký thôi, cứ ai mua thì bán sẵn ký, bán nhập bao nhiêu trừ tiền xe tiền cộ rồi bán ra cho khách là đúng bằng từng đó tiền thôi, mình không lấy lãi luôn. May mắn nhờ như vậy cho nên là không biết là khách hàng họ ăn họ có nhớ tới mình hay không thì không biết, nhưng mà đối với những cái người ở dưới chợ, cái khúc mà khó khăn nhất mà mình bán cho họ ra rất là nhiều,
họ mừng. Thì bây giờ họ đổi lại là gì? Lúc nào họ cũng đảm bảo cho mình hàng lúc nào cũng tươi mới, cũng hàng cứng cáp. Như vậy là quá quý rồi. Dịch thì mình thấy đó là cơ hội. Mình thấy cơ hội nhiều hơn là khó khăn. Khó khăn thì khó khăn chung của cả nước. Mà đó là đợt dịch. Còn như năm nay á, là khó khăn là gì? Khó khăn là cả nước vừa thất nghiệp, vừa lạm phát, nó nhiều thứ lắm. Nên cái câu chuyện của mình kể ra đây á, là để cho mình nhìn lại cái hành trình mà khó khăn nhất, cái lúc đó mình khó khăn như thế nào. Thì mình kể để mọi người cùng thấy là trong khó khăn luôn có cơ hội, là lúc nào mình cũng tích cực hết. Bây giờ có tiêu cực á, thì nó bằng ế. Thì tại sao mình không ế trong tích cực? Thời gian rảnh thì làm video, làm quay chơi, làm kỷ niệm cũng được, không mất mát gì của ai đâu. Nói chung là những cái gì mình đang chia sẻ ở đây á, thì nó cũng là một cái động lực cho mình rồi phấn đấu hơn trong cái giai đoạn khó khăn này. Cũng như là các bạn nào mà đang cảm thấy tiêu cực, đang cảm thấy bế tắc quá, nếu mà có đồng cảm thì tích cực lên. Các bạn mà đang hỏi cái câu hỏi này mà bạn có ế á, bạn có bánh xác á, thì nó cũng là chuyện bình thường, không có gì hết. Đó là tình hình chung. Mình thì không bánh xác, nhưng mà mình luôn thấy cơ hội. Và cái cách mình xoay chuyển á, mọi người nhìn thấy là những cái câu chuyện mình kể ra là mình cũng thay đổi. Lúc thì bán trái cây, lúc thì bán bánh tráng, lúc thì bán khẩu trang. Nói chung là tùy cái giai đoạn, tùy cái thời điểm mà mình thay đổi. Cũng như là cái lúc mà bình thường thì mình bán trên các cái app, còn khi dính dịch mà bị phong tỏa, không có giao di chuyển được á, thì mình lại bán trong mấy cái group và bán cho khu dân cư gần chỗ mình thôi. Tức là ở đâu mình cũng có thể bán được hàng. Thì mình kể câu chuyện này là để cho mọi người cùng tích cực hơn nha. Bye bye.